tuổi thân cùng thờ nó đói biết nhờ ai. Đời nỗi tôi đâu biết đến ngày mai, nước mắt muôn hôn trào. Ôi nhớ mẹ ngày tìm con đi tìm tôi nơi xứ lạ, nước mắt buồn rơi người từ ta giấu trong lòng. Thank you.
em đang học bên dân. Dạ không sao chị, đó là sự nhiệt tình của chị tham gia Zalo cũng như ủng hộ cho các hoàn cảnh. Cảm ơn chị đã đến đây cho buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã lắng nghe và ủng hộ cho chị những đốm hoa và tràng vỗ tay. Tiếp tục chương trình, tôi xin mời quý vị các bạn cùng đến với một người chúng ta thường hay hát bài Tìm Thắng Tình Thua, đó là tiếng hát của ca nhạc sĩ Phương Tử Lâm. Xin mời anh, chủ nhân của bài hát Tìm Thắng Tình Thua. Giống đâu anh quá vậy? Lần đầu tiên tôi phép Phương Tử Lâm gửi lời chào đến các chú, các cô, các chị, các bạn. Mời lại các bạn ở đây. Ngày mai tôi là Trần Thương và lời chúc tốt đẹp nhất ạ. Vui cũng rất vui và hạnh phúc khi được tham gia vào chương trình rất ý nghĩa ngày mai này. Vui cũng mong tất cả quý vị, đặc biệt là chú Phú để cho nhiều sức khỏe để mà cùng đồng hành cùng anh em chúng tôi hôm nay còn lại giúp đỡ những người sĩ nghèo khó khăn. Xin cảm ơn. Và trước tiên cho Phương xin lỗi vì Phương cái đầu mới hất khán lên, chị chỉ hôm nay xấu quá, hỗ trợ tên hát thì Phương đã nói nghe cảm xúc luôn. Lâu lâu gặp em hát rồi này. Và sau đây Phương có đến ca khúc rất dễ thương. Trước khi hát ca khúc Bình Thường là Phương hôm nay nhắn quá được hát hai bài. Cái mang tên Tình Đời Hai, xin mời các nhà thức ạ, xin cảm ơn rất nhiều. Và những người năm hát lại mình đã mất tên rồi. Tôi để sẵn là con của thôi. Ok hay các bạn. Thank you.
Thank you.
Hay quá chị ơi, quá hơi luôn rồi. Cảm ơn chị đã tham gia luôn với chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe và ủng hộ. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị các bạn cùng đến với tiếng hát của nghệ sĩ Đức Tài. Xin mời anh. Hello. Lần đầu tiên Đức Tài xin trân trọng kính chào tất cả các anh chị nghệ sĩ đồng nghiệp. Hôm nay lần đầu tiên Đức Tài được nhà báo hỗ trợ trường và đến đây Đức Tài rất là vinh dự. Dù là Đức Tài vừa bị té cho nên do cảm thấy cũng bị yếu, nhưng mà hôm nay rất là nghe anh Trường mời Đức Tài rất là phấn khởi. Cái nào Đức Tài cũng đến và để góp mặt trong cái buổi cầu công hôm nay, Đức Tài sẽ hát tặng quý vị một bài thơ cổ giao duyên rất là nổi tiếng và rất là lâu rồi, cách đây 40 năm, được mang tên Khúc Tình Ca. Sao tác của ai đây? Lâu lắm mà có ca lên được, mấy năm mà có ca. Dòng sông qua ngõ chưa
42 để trao cho
nữ nghệ sĩ Thanh Hải, con chào cô. Và Dung Hải Sản xin thay mặt tất cả các mạnh thường quân ở trong nước và ngoài nước gửi đến các cô chú anh chị là nhiều sức khỏe, và gửi cô sức khỏe nhiều. Và hôm nay là cầu cầu cơm để trao đến cho cô. Mong rằng lần sau nữa tất cả các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước sẽ ủng hộ cho nghệ sĩ tiếp theo lần 3 là ai nhanh trường? Cho nghệ sĩ Bảo Bảo Cường à. Xin quý vị hãy ủng hộ và cho cậu cơm lần 3 sẽ sung túc và nhiều hơn. Xin thành thật cảm ơn nhiều. Giờ chúng ta tiến hành bốc bao thơ nha. Đầu tiên là Đặng Kim Chi, em Đặng Kim Chi 500 ngàn. Chị Dung Hải Sản 500 là 1 triệu. Tiếng Hát Việt FC 500 là 1 triệu rưỡi. Đây là cái câu lạc bộ bóng đá Tiếng Hát Việt FC. Vâng, chào mừng. Nhạc sĩ Chí Hồng 500 là 2 triệu. Rồi, Chí Hồng rồi. Sợ quên tên anh ấy. Chị Mỹ công ty vàng bạc đá quý Kim Lý 5 triệu. Chị Mỹ công ty vàng bạc đá quý 5 triệu là 7 triệu. Diễn viên Trang Nhã 500 là 7 triệu 500 ngàn. Nghệ sĩ Tâm Thanh 500 8 triệu. Em Dương 500 là 8 triệu rưỡi. Tôi đứng đếm tiền thôi. Em Liên 500. Em Liên 500 là 9 triệu. Em Tuyết 500. Em Tuyết 500 là 9 triệu rưỡi, là 9 triệu 500 ngàn đó. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long 2 triệu, 11 triệu 500. Ca sĩ Dương Hồng Loan 1 triệu. Ca sĩ Dương Hồng Loan 1 triệu là 12 triệu 500. Em Mai biên tập chương trình Em Mai biên tập chương trình họ triệu họ chở 1 triệu 13 triệu 500. Em Hoàng Mập tổng bé Kim Cương 1 triệu. Hoàng Mập và bé Kim Cương, bé Kim Cương là con của Hồng Tài, Hồng Tơ đó, nó đổi tên tính Hồng Tài nó khoái. 14 triệu 500. Nghệ sĩ Tùng Linh 500. Nghệ sĩ Tùng Linh 500 là cái ông đứng gần tôi là 15 triệu. Nghệ sĩ Trúc Linh 500. Nghệ sĩ 500 Trúc Linh là 15 triệu 500, nghệ sĩ Trúc Linh là đứng gần cái ông kế bên tôi, 15 triệu 500. Ca sĩ Tùng Thanh. Ca sĩ Tùng Thanh 500 là 16 triệu. Em Hữu 500. Em Hữu 500 là 16 triệu 500. Anh Hải quận 8 500. Anh Hải quận 8 500 là 17 triệu. Nghệ sĩ Hồng Tài 500. Đó, nhắc là 10 xe. Nghệ sĩ Hồng Tài 500, 17 triệu 500. Hai em Khánh và Hà 1 triệu là 18 triệu 500. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Nguyễn là người vừa nhận trần câu cơm lần trước thì cũng là gửi lại chương trình 1 triệu là 19 triệu 500 ngàn. Em Lệ vợ nghệ sĩ Minh Phương là người bên Mỹ, USA 500 là 20 triệu. Rồi 20, anh chịu 20, anh 20. Em Ca Thi Trần 100 đô là 20 triệu và 100 đô la Mỹ. Nghệ sĩ Thanh Ngọc. Nghệ sĩ Thanh Ngọc đây là trong cái gia tộc mà bốn chị em cùng đi hát là Thanh Hằng, Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc và Thanh Ngân, cũng là gieo duyên viết chương trình trao cần câu cơm cho cô Hải, cho nên gieo duyên ở đây là một số người cùng gửi vô thì nghệ sĩ Thanh Ngọc đại diện trao 5 triệu. Tôi nhớ tiền thôi chứ đâu đọc tên này. Là gồm có là em trai ở Long Thành, em Trinh, em Thảo ở Hà Nội. Danh sách quá dài rồi. Rồi ha, 25 triệu 500 và 100 đô. Hết rồi. Và chúng tôi xin công bố số tiền nhận được là 25 triệu 500 và khoan. Dạ khoan là không biết nhiêu đó, chưa biết nhiêu đó. Anh này là ảnh là ông ta là nhóm hài của Hồng Tơ, danh hài Di Mỹ Thúy Hùng hả? Anh Thúy Hùng ở quận 6.
gửi 1 triệu là 26 triệu 500 và 100 đô la Mỹ. À, thôi bây giờ vậy đưa Mỹ đưa người ta, bây giờ chúng tôi xin bà phép là vẫn như thường lệ chúng tôi trích 1 triệu để trả cho những cái chi phí để chúng ta còn kéo dài cái chương trình. Chứ anh này anh ở chùa, anh không có ăn cắp tiền công đức được, anh không có tiền để anh bù. Rồi xin mời chị Dung trao cho cô Hải. Tất cả các mạnh thường quân ở trong nhóm, cả cô Cơn, các anh Cổ Khai Trường trao cho cô một phần quà tiền và 100 đô. Là cũng thay mặt cho tất cả là vỗ tay tán thưởng anh Cổ Khai Trường. Nhờ có anh mà cần cô Cơn này nó đã thực hiện đầy đủ những năm qua. Và anh là người anh rất quý mến, đã gieo duyên và tất cả mọi người để đến cà cô Cơn hôm nay. Cà cô Cơn nay được phát triển là nhờ anh Báo Khổ Gia Trường à. Xin cho một chồng bắt tay. Anh xin cảm ơn. À bây giờ bà trước xin mời cô Hải phát biểu, nhưng mà cho con nói cái chuyện này. Cái tiền này là cái tiền cần cô Cơn. Cô về cô tùy đi sử dụng để miễn nó đẻ ra đồng tiền thôi. Cho dai cũng được. Trước tiên tôi xin cảm ơn anh Khổ Gia Trường đã tạo ra các cần câu cơm này giúp nghệ sĩ nghèo như tôi. Người thì có tiền dưỡng thuốc, người thì có tiền về làm ăn buôn bán. Cho nên thành thật biết ơn anh Khổ Gia Trường. Và sau nữa là tất cả các mạnh thường quân, các chị em, anh em nghệ sĩ cũng đã đóng góp vào đây mà giúp đỡ cho người nghệ sĩ già như tôi. Cho nên tôi không biết nói gì hơn và chỉ có lời cảm ơn tất cả các anh chị và đại ca Khổ Gia Trường. Vậy là xin mời chị Dung và cô Dũng, và chúng tôi cũng xin thông báo chương trình Cần Câu Cơm lần sau Chủ nhật ngày 31 tháng 3 chúng ta sẽ trao cho nhạc sĩ Bảo Cường. Vì anh này là bây giờ anh là cái tính nạn rất là nguy hiểm, tức là bị cái bệnh của tim rất là nặng, lần này mổ là chắc lần thứ hai rồi. Cho nên là đây là chúng ta nhận thấy đây là cái cấp thiết, bây giờ phải có tiền mổ mới được. Cho nên chúng tôi sẽ quyết định trao Cần Câu Cơm lần thứ 43 cho nhạc sĩ Bảo Cường. Mong được sự đồng hành của quý mạnh thường quân cũng như là những nhà hảo tâm giúp cho ảnh giống như là cứu mạng người vậy đó. Thay mặt anh Khổ Gia Trường xin cảm ơn mọi người. Anh nói về tiếng như là mình tiếp tục chương trình. Bây giờ thì cứ tiến hành tới thôi. Thì Bảo Cường một lần cấp cứu bị tim rồi. Bị tim nó bạch hoành á, bị đặt cái stent. Mà Bảo Cường đây là thành viên của nhóm từ thiện Khổ Gia Trường đã có mặt từ đầu đến hôm nay. Đang gặp những khó khăn về kinh tế để mổ tim thì cũng mong quý vị anh chị em nghệ sĩ cá nhà hậu tâm khắp nơi giúp cho Bảo Cường có một số vốn, có một số tiền để đặt stent để cho kéo dài sự sống của em. Theo tôi là em bất ngờ lắm. Cho tôi biết anh Thanh Bảo Cường vừa là đây Bảo Cường này hả? Anh bị gì xưa anh là học viên của nhà mà tôi không nghĩ là ảnh là một nghệ sĩ, tôi nghĩ là ảnh là nghệ sĩ thôi, nhưng mà cuối cùng thì tôi không ngờ là ảnh lại là đã chuyển qua hết. Thì thôi bây giờ anh muốn đổi thành nhạc sĩ thì tôi cho anh là nhạc sĩ, để tôi phát pháo đầu tiên tôi tặng cho anh 1 triệu về cái chương trình này. Ok, cảm ơn. Rất quan nghênh nhạc sĩ Minh Nhàn nha, rồi cũng mong nhiều người hưởng ứng giống như Minh Nhàn để cho cái Bảo Cường có một cái số vốn, số tiền đặt tên cho bạn bè. Rồi xin cảm ơn quý vị và bây giờ chương trình xin được tiếp tục. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn vì đã nán lại đến với chương trình Cần Câu Cơm tới giờ này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và trở lại chương trình Giao lưu văn nghệ, Ngọc Châu xin trọng kính mời quý vị các bạn cùng đến với tiếng hát của nghệ sĩ Anh Thư. Dạ, xin mời chị. Vâng, và để đến chương trình Anh Thư xin lời đến toàn thể quý vị trích đoạn hai câu tụng cổ trong vở cải lương Người đẹp trong tranh.
Tiếp theo ngày hôm nay
Hy vọng để xa thu Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.